Rồi, mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay em lên một cái con xe rù, khung xe rù ba bánh. Ba bánh thì nói ba bánh thôi, nhưng mà đằng sau nó chạy là bốn bánh ha. Đằng sau chạy bốn bánh và đằng trước chạy một bánh. Con này còn mỗi cái khung bánh và đầy đủ ha, không có sàn, không có bẩn. Con này thì nó chạy đầu máy ngay đây nè. Đó, đầu máy nó nằm rời ngay đây, gắn vô là bô ly nằm ngay đây, là kéo hai dây cô ro ngay kia là chạy thôi. Đầu máy rời gắn ngay đây thì rất là dễ độ, chị giờ gắn máy dầu càng tốt đó, máy dầu máy xăng gì đó tùy ý chị thôi. Này là hai chân thắng nè, chân thắng và chân con, này chân con kia chân thắng. Số đây, số là 1 2 3 3 tiếng một lùi, con tay thắng tay đó, ga đây đầy đủ luôn. Nói chung con này sườn nó rất là dày dặn và chắc chắn đầy đủ, nhưng mà chỉ thiếu cục máy thôi nha, công tắc đồ đầy đủ luôn nè anh chị thấy không. Đó, đèn nè hai bên còn luôn. Nói chung con này còn khá là liền lạc, dày dặn chắc chắn luôn. Hôm qua thì nó xấu em không dọn thôi nha, rồi anh chị mua về anh chị đổ chới thì nó rất là ok. Cái thùng này khá là bự luôn, ngang tầm 1m1, dài khoảng 1m6 1m7 luôn á. Đây, bánh trái bánh 400/8, bốn bánh sau ok hết, đẹp đẽ sạch sẽ, không có bị bởi đâu nha anh chị nha, không có bị bởi đâu ha. Khi quay em có quay rõ ràng cho anh chị xem ha, chị mua thì đúng hình đúng tượng chị thôi, khỏi phải thắc mắc. Con này mua về gác máy dầu lên, độ cái sàn nó đi chở này nọ rất ok. Thì cái sườn này nó chỉ thiếu cục máy thôi nha anh chị nha, còn cái sàn này thì thiếu cái bẩn trên, nhưng mà sắt này nọ khung sườn này nó rất là bự và dày dặn rất là chắc nha. Rồi khung sườn này anh chị nào mua thì em bán tại cửa hàng, cái khung sườn này là 8.300.000, 8.300.000 cho cái khung sườn này nha anh chị nha. Nói chung là chỉ thiếu cục máy thôi, đó, thiếu cục máy thôi, còn dây nhỏ con chiếc thắng số đồ này nọ rất là ok. Còn hộp đồ ngời luôn nè anh chị ha, hộp đồ ngời luôn đó. Rồi anh chị nào quan tâm liên hệ số điện thoại bên em 0398 68745, 0835585879. Rồi anh chị nào quan tâm thì liên hệ bên em ha, khung sườn khá là dày luôn. Số là ba anh chị là không bị bể một lũng nứt gì hết nha anh chị nha. Cầu số rồi ok, số rồi ok hết rồi anh chị ha. Rồi mến chào và hẹn gặp lại anh chị em những video tiếp theo.